Ốc Thanh Vân xót xa, Lương Thủy Linh đến viếng và dành điều đặc biệt cho gia đình bé trai tử vong vì cây phượng bật gốc. Những hành động đẹp của dàn sao Vis như Ốc Thanh Vân, Lương Thủy Linh nhận được sự khen ngợi từ đông đảo người hâm mộ. Những ngày vừa qua, sự việc cây phượng bất ngờ bật gốc tại một trường học khiến 17 em học sinh bị thương và một bé trai tử vong thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trước câu chuyện thương tâm của bé ca nạn nhân tử vọng trong vụ cây phượng bật gốc, nhiều sao Vis đã đồng loạt gửi lời chia buồn và có hành động cụ thể để giúp gia đình em học sinh xấu số vượt qua giai đoạn khó khăn. Lương Thủy Linh, pha lê. Cho đến tối nay, Hoa hậu Lương Thủy Linh cũng đã trực tiếp đến viếng tang và dành lời an ủi cho bố em học sinh. Trước câu chuyện thương tâm của gia đình nạn nhân, Lương Thủy Linh bày tỏ, hôm nay Linh đi viếng bé, trong lòng nặng chịu điều sinh ly tử biệt. Cô chú ấy đã sinh ra em, nuôi em lớn đến từng này, nhưng xui rủi của cuộc sống bỗng nhiên ập đến các gia đình bé nhỏ, và điều đau buồn kinh khủng nhất đã ập đến với gia đình em. Bên trong tang lễ là người mẹ mới sinh em bé nhỏ được 3 ngày tuổi, còn nỗi đau nào hơn như thế nữa. Linh thấu hiểu được nỗi đau này, linh biết mất mát quá to lớn, cuộc đời này sẽ không thể có điều gì bù đắp được. Chị Linh thắp nén hương cho em mà lòng nghẹn ngào. Mãi mãi em sẽ rời xa vòng tay ba mẹ, bạn bè. Chị mong nơi xa thật xa em sẽ bình yên, thanh thản. Không chỉ đến thắp hương, Lương Thùy Linh còn dùng sức ảnh hưởng cá nhân để kêu gọi người hâm mộ, đồng nghiệp cùng quyên góp giúp gia đình bé ca vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hoa hậu thế giới Việt Nam cho biết, cô đã dùng một phần trong thu nhập để giúp ba mẹ em bé trong những ngày tới. Trước đó, ca sĩ Pha Lê cũng công khai ủng hộ một khoản tiền cho gia đình bé ca có cuộc sống ổn định hơn. Ốc Thanh Vân, Lâm Vĩ Dạ, Nguyệt Ánh, trước sự việc trên, ốc thanh vân cũng không nén được xót thương, đọc tin về các em học sinh, nhất là em ca, gia đình em, bà mẹ em, em của em vừa chào đời và không được gặp anh trai. sao thấy đau thế này, sợ đọc tin tức về tai nạn, rủi ro, bạo hành mà nạn nhân là những đứa trẻ. có cách nào để bảo vệ trẻ em không? em đi học mà sao mãi không về nữa? dưới phần bình luận, các nghệ sĩ như lâm vĩ dạ, Nguyễn ánh cũng thể hiện sự đồng cảm và đau lòng trước hoàn cảnh cũng như sự ra đi quá sớm của bé ca.